Zed và Faker sẽ đổi đó ra Ragaz đứng trên. Ragaz khu đứng trên đến từ bên phía của C1. Đây là một kèo được pick trước và đã bị pick sau bởi Kin, thì có lẽ sẽ là một kịch bản khó khăn dành cho Zed khu đứng trên khi đối đầu 1v1. Và tất nhiên là chất tướng đầy lẻ thì đến đoạn giữa trận, Ragaz cũng sẽ không có nhiều cơ sở để đẩy lẻ với một vị tướng DPS mạnh như là Gwen. Còn đây là pha di chuyển đến từ Elim. Keria phát hiện ra Elim có Honor phía sau. Quyết định đánh, Elim đang phải lui về, Honor vào vị trí làm chậm trước, giữ chân lại, đang muốn câu tốc biến và tốc biến theo Honor sẽ có chiến công đầu. Tình huống xử lý rất bình tĩnh của người rừng bên phía T1. Đó là một vòng dừng rất lạ đến từ Elim khi anh ta di chuyển xuống khu đứng dưới. Còn đây là pha bước lên hơi mạo hiểm đến từ Kubayushi. Anh ta vẫn có thể lui về được, vẫn còn tốc biến, có thể sử dụng Teddy vừa rồi bắn xuyên táo hụt. Kera đang tự tin đứng lên, ta biết đối phương đang thiếu tài nguyên, còn Faker đang phải lui về. Honor xuất hiện một cách kịp thời, đúng người đúng thời điểm. Gõ tấn công thành công, nhưng đây là một cú khóa đến từ Hoi. Sát thương quá nhiều sau một tiếng khóa đến từ Hoi, và thêm cả cái bẫy dốc đầu được đặt ngay lập tức đến từ Teddy vào nữa. Một phản xạ cực kỳ tốt của Kin, vì anh ta biết rằng đối phương đang ở khu cánh trên, nhưng Faker bị làm choáng rồi. Bóng ngủ, Keria có mặt ở đây và câu trả lời đến từ bên phía T1 là họ sẵn sàng bước lên bùng nổ sức mạnh chưa đủ sát thương dứt điểm Keria. Và hai bên mặc dù mới chỉ có hai mạng thôi nhưng chúng ta đang có một ván đấu với tốc độ rất cao. Tỷ lệ mà họ va chạm với nhau trong khoảng thời gian đi đường là tương đối cao. Một lượt đánh rất hổ báo đến từ cả hai bên. Khu vực đứng dưới thì Gumayoshi đã bị ép lùi ở một ngưỡng máu thấp và anh ta là người thua thiệt hơn so với Teddy về chỉ số lính. Và đây là pha mà Keria vừa di chuyển để tạo áp lực khu vực đứng giữa cũng như hỗ trợ cho Faker trong việc đẩy đường và áp lực vào Fed. Fed không còn bùng nổ sức mạnh. Đó là một thiệt thòi lớn dành cho đường giữa của KDF. Anh ta có thể thực hiện một pha tấn công liên tục cánh dưới lúc nào cũng là thế 3 đánh 3 đến từ cả hai bên cả. Giai đoạn sau của đi đường thì bên phía của T1 đã có những điều chỉnh khá thú vị khi mà họ nhắm nhiều hơn vào Hoi, người không có khả năng hồi phục. Bởi vì Teddy anh ta có bước chân thần tốc thì có thể chống lại được cái khả năng cẩu mẫu từ bên phía của Gumayoshi và Keria. Nhưng Hoi thì không, và Hoi bắt buộc phải đứng lên cao để tạo sức ép. Và anh ta là một cái mục tiêu khá là dễ dàng. Nhưng câu trả lời đến từ KDF trong pha rồi cũng khá là mạnh mẽ với hai cú chiêu cuối được tung ra. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì lượng sát thương không phải là quá nhiều. Hoi thật sự rất tự tin trong pha này mà anh ta có thể gặp nguy hiểm. Anh ta sẽ bị giữ chân lại, đang cố dụ nhưng đã phải nằm xuống. Anh ta muốn dùng thân mình để dụ chém đi. Không áp lực băng trụ được, lính không nhiều, cộng với máu thì Hoi và Teddy đang giữ máu ổn. Và quyết định đến từ bên phía T1 là thả sứ giả, tạo sức ép đẩy đường và sau đó di chuyển ra kiểm soát con rồng nguyên tố đầu tiên của ván đấu. Chiếc lệch tiền không nhiều, nó chỉ chênh một mạ gục dành cho một pha solo kill dành cho Keria mà thôi. Nó chưa phải là một khoảng cách chênh lệch tiền đáng báo động dành cho bên phía của Quang Đông Freak. Nhưng giai đoạn gần đây thì đang có những sự khởi sắc hơn, một tiêu phun sát thương đến từ Hoi, Gumayoshi mất gần như trắng cây máu của mình và Keria bắt buộc phải che cú bách phát bách trúng đến từ Teddy nếu như không muốn Gumayoshi gần như là phải về nhà hồi phục. Nhưng vấn đề Hoi cũng đang nhận lượng sát thương rất là lớn, anh ta sẽ phải đứng sau ở trong pha này. Gumayoshi tự tin di chuyển lên và phần còn lại của T1 đã có mặt. Hoi đang cố gắng dụ một lần nữa. Lần này Elim có mặt, cân nhắc xem có vào hay không. Họ sẽ không vào, chưa thể có khả năng hỗ trợ đến từ Fate bằng dịch chuyển được. Rất may là Elim đã xuất hiện kịp thời và Fate vẫn đang sẵn sàng với cú dịch chuyển để cover đồng đội bất cứ lúc nào. Faker bắt buộc phải trở lại khu đường giữa, nhưng pha di chuyển vừa rồi cũng đã để mất của anh ta một vài những chỉ số lính đẩy vào trụ. Hai người chơi đường trên cũng đang thi đấu một cách tương đối hỏa hoãn, mặc dù va chạm nhiều nhưng không có mà hạ gục. Và người ui cung ánh sáng không có tầm nhìn. KDF đang có ý định tấn công ở khu vực đường dưới nhưng Gumayoshi đang liên tục có những phát quy chuẩn xác. Vấn đề là bây giờ anh ta đang 1-3, đã dùng dịch chuyển cổ học, chỉ còn hai phép hỗ trợ. Keria đang cố gắng chạy tới, bị hất tung lên và Gumayoshi nằm xuống, mạng hạ gục dành cho Hoi. Thông tin nhận được rất giá trị đến từ bên phía KDF để có tình huống băng trụ vừa rồi, đó chính là dịch chuyển đường trên đến từ rút không còn. Faker thì đang cầm cho mình đó là một cái, ui anh ta vừa mất cái đồng hồ của mình rồi kìa. Anh ta đang cầm cái thiêu đốt trên người và anh ta vừa bấm nhầm cái đồng hồ nữa. Đó là những tài nguyên mất đi đến từ bên phía của T1 và đó sẽ là trụ một toàn bản đồ rơi vào tay các thành viên bên phía của Quang Đông Freak. Fed đang bị giữ chân lại và với một con Kama cầm thiêu đốt thì anh ta buộc phải tốc biến để tránh việc bị solo kill bởi Keria. Nhưng mục tiêu toàn bản đồ thì đang lợi hơn dành cho bên phía của KDF. Cung ánh sáng góc này thì đã hụt rồi. Fed cũng rất tỉnh cho tình huống vừa rồi để có thể tránh việc bị cung ánh sáng đến từ Gumayoshi dứt điểm. Nhưng với sứ giả thứ hai, T1 đang nhanh chóng gỡ lại một trụ trên bản đồ. Và đó là trụ một khu đứng giữa. Họ vẫn đang có một chút những lợi thế về tiền sau khi dẫn trước về Mahagục. Nhưng chênh lệch này thực sự là không quá đáng kể. Với những cái pha xử lý 1-1 giữa Kin và Zeus chứ không hề có bất kỳ một tình huống di chuyển nào đến từ cả hai cả. Thậm chí cũng có một điều khá đặc biệt là
cả sứ giả thì nãy giờ chúng ta thấy hai tình huống sứ giả đều là những tình huống ăn một mình của anh. Faker cố gắng lấy cái trụ tiếp theo dành cho T1 ở khu vực đường dưới, cần một phát đánh nữa và ta dùng chiều cuối lên lấy được nó. Lượng tiền mà T1 đang có hiện tại đang bắt đầu tạo ra được khoảng cách so với lại KDF. Dòng nguyên tố thứ hai của bản đồ cũng đang sẵn sàng, và trong bối cảnh là mất đi trụ ở khu vực đường giữa, mất đi trụ khu vực đường dưới, KDF không có đủ cơ sở để tranh chấp với T1. Họ đang bị giải quá nhiều tầm nhìn, các bạn nhìn cái lượng tầm nhìn của bên phía T1 giải vào được trong bùa xanh của KDF. Đó là một loạt những con mắt cắm dọc một đường. KDF không ra được, họ mất dòng 2 rồi. Mặc cho Zerg đang gặp một chút khó khăn trong kèo đấu đẩy lẻ với Gwen của Kin, anh ta chấp nhận pha vào trụ 2. Còn đây là pha Aelin băng vào quá mạo hiểm. Dính móng ngủ và đi luôn. Không thể nào làm được gì cả trong pha rồi, anh ta bị chết ở trong tình trạng bị CC không kịp tung bán nguyệt thương để có thể giải phóng bản thân mình ở khu vực đường giữa. Việc không có trụ một đường giữa khiến cho bên phía KDF không thể cắm được những con mắt sâu ra phía sau được, và họ đang gặp khó khăn trong việc di chuyển ra khu vực hang rồng. Bạn sẽ phải đi vào những pha bóng ngủ và phát bắn thần bí. Do đó bên phía KDF đang mất thế và họ phải lui về khu vực trụ 2 của mình để phòng ngự. T1 thuận thế đẩy lên 34 giây nữa rồng mới ra. Họ vẫn còn có thời gian để có thể cẩu máu. Hoi đang cố gắng đứng từ phía sau tới, và lúc này đang có pha tạt từ phía sau tới của Kin xâm nhập vào đội hình của T1. Anh ta bắt đầu tiến vào Teddy, lao vào và anh ta đẩy Elner ra. Phía bên này Zeus cũng có pha rút lui tốt. Bản thân ta có khá nhiều khả năng chống chịu, và T1 bằng một cách nào đó thoát được tất cả mọi người về. Nhưng vấn đề là liệu họ có đủ tài nguyên để ăn rồng hay không là một câu chuyện hoàn toàn khác. Họ vẫn đang cố gắng lao lên. KDF lui về phía Baron. T1 giữ vị trí ở hàng rồng. Zeus lao lên tấn công một phát, người không có tốc biến và ta giữ chân đối phương lại giữ, và đó là điểm hạ gục dành cho Faker. Một pha xử lý giao tranh vô cùng bình tĩnh đến từ T1, mặc dù đó là một thế giao tranh đẹp nhất cho bên phía KDF rồi. Một thế giao tranh mà Kin đã vòng ra được phía sau đội hình bên phía của T1, và họ đã tìm được Honor, người không còn kỳ kích nữa. Nhưng rất tiếc là sát thương tuyến sau KDF không đủ sức. Đúng là như vậy, nếu như Honor nằm xuống thì T1 có lẽ đã mất lợi thế về người rồi. Và đây là tình huống di chuyển kiểm soát tầm nhìn đến từ Carry, anh ta bị bắt lại, tốc biến của anh ta không còn. Đánh hạt thông nổ nhưng có lẽ sẽ phải nằm xuống mà thôi. Lợi thế về người cho KDF. Kin bắt đầu di chuyển. Bóng ngủ tung ra thành công. Và Kin cố gắng lướt đi nhưng Kira đang lao tới chung với lại Faker. Kin mất hơn nửa cây máu, đang cố gắng chạy nhưng Under kết hợp với Kira đẩy lui đến ta. Còn phía bên này thì Zeus là người đang bị giữ chân lại, nhưng cũng kịp lăn vụn qua tường. Lượng máu mất của Kin là quá nhiều. Anh ta vừa mất dịch chuyển, phải cố gắng tìm cách để có thể hồi phục lại được. Nhưng cái hạt hồi phục lại nằm trên một con mắt kiểm soát của T1. Phải kiếm một hướng khác và lao vào corner. Anh ta bắt được phết, phết tốc biến vẫn đi được. Rút tiếp cận, anh ta vẫn chưa kịp tung chiêu cuối, và đội hình của KDF vẫn lui về được. Nhưng vấn đề là họ vừa mất khá nhiều phép hỗ trợ, và T1 đang có hai lựa chọn: Baron hay là rồng. Quyết định của họ là rồng sẽ an toàn hơn, nhưng bốn người xuống ăn rồng thì có một người ở lại khung cánh trên, đó chính là Kera, một người rất quan trọng để có thể giữ tầm nhìn và tránh việc KDF có thể đổi mục tiêu. KDF đã bị mất quá nhiều tài nguyên trước tình huống giao tranh. Họ chưa ăn Baron, họ chỉ đang dùng Baron để có thể cố gắng câu kéo đối phương vào. Bởi vì nếu như ăn pha này, đây vẫn sẽ là 50-50. Hiện tại trong cuộc hang Baron không có tầm nhìn của bên phía KDF, nhưng họ đang ở vào vị trí có thể can thiệp được. Thông tin đã có, Elim sẽ từ từ di chuyển vào, anh ta vẫn còn tốc biến. Quét tăng kiểu vừa rồi không thành công. Baron còn 3.000 máu, T1 đang muốn thử sức pha này. Kim đã lao xuống hang Baron, anh ta bắt đầu cắt vào đội hình của T1, đẩy lui đối phương ra. Và anh ta vẫn có thể lướt lên được, Baron vẫn đang được giữ máu. Elim quyết định tiếp cận. Anh ta vẫn còn tốc biến của Án Nguyệt Thương, rút ra tung chiêu cuối ra. Ở phía trong này Baron còn thấp máu, và đó là Baron dành cho Honor. Sau đó T1 đang cố gắng tập trung lại, tìm thế để có thể đánh lên. Kim lui về được, và hai bên sẽ rút lui trong pha này, không ai nằm xuống cả. Không ai nào xuống đến bên phía của cả hai bên. Và bây giờ thì bên phía KDF đang muốn tận dụng một ít chỉ số lính. Và đó là full combo đến từ luck của Hoi cộng với cả Syndra. Và đúng là sáng chịu đủ sát thương. Teddy còn một chấm máu. Honor cố gắng lao lên. Teddy vẫn đang thả diều được, và Teddy có được điểm hạ gục. Sau đó thì bên phía KDF quyết định rút lui. Kira đang chạy thẳng lên, anh ta sẽ trói được ai? Đây là Elim, người không còn tốc biến. Nhưng Kim đang cố gắng che đồng đội mình, không che được. Kim cũng phải lui về với Syndra bất bại. Và đây là một tình huống mà T1 đang có lợi thế về mặt thế lính, bù lại Baron và máu nữa. Khi mà Hoi không còn nhiều máu nữa, họ sẽ quyết định đẩy thẳng vào khu vực đường giữa. Kim sẽ để phòng ngự. Faker lao lên, Kim tự tin. Đây là 3-1, Kim vẫn có thể trụ được. Hoi đang bị mất máu tương đối nhiều. Cung ánh sáng của Mayushi đã hồi lại một lần nữa, và anh ta có thể dùng nó để ngắm nghía chờ đợi một pha bóng ngủ thành công và đem lại sát thương dứt điểm. T1 đang giữ máu của rồng, kéo nó ra khỏi hang của mình. Tầm nhìn của bên phía KDF ở trong khu vực hang rồng đang tương đối hạn chế. Họ tiến vào phá mắt kiểm soát đối phương. Rút đang đi thẳng lên, cung ánh sáng bắn, nó kéo nửa cây máu của Teddy. Đây là điều mà T1 đang muốn. Họ chưa muốn ăn rồng vội, họ đang có khả năng cấu máu và đang muốn tận dụng nó trước khi mà bước vào pha giao tranh với đối phương.
KDF thì không có nhiều công cụ đến như vậy. Rồng còn khoảng chừng 7.000 máu, Kim quyết định lao thẳng xuống khu vực hang rồng. KDF sẽ không chờ được nữa, họ muốn đánh trước khi bị cấu hết máu. Rồng còn 6.000 máu, Kim cũng đang bị cấu máu trong hang rồng. Faker vừa rồi tung bóng ngủ không trúng, người đặt bẫy là Honor. Quét tăng kỹ yếu không trúng ai cả. Rút đang đi lên để đẩy lui đối phương ra. Hoi đứng ở phía trên đang tìm cách tiếp cận, và đó là cầu vòng tối thượng. Honor bấm đồng hồ trước mặt đối phương, anh ta sẽ bị tấn công. Sau đó Elim lao vào, rồng đang hồi máu lại, 3.000 máu chưa đủ để trừng phạt cả. Elim đang kẹt lại ở trong hang rồng, và một mình anh ta ở trong đó trước toàn bộ đội hình của T1 đang chạy về phía đồng đội của mình. Elim còn một chấm máu, và đó là một tình huống mà Kim bơi vào, không có quá nhiều sát thương đến từ Kim. Gumashi vẫn đang thả diều được, và hai điểm hạ được rồng và mạng dành cho phía của T1. Guma nhảy thẳng lên, và đây là pha giao tranh cuối cùng của ván đấu này, với thắng lợi đang chờ đợi T1. Wow. Và họ quét sạch KDF. Một pha giao tranh mà bên phía của T1 thể hiện được cái sự bình tĩnh của mình, và đợt lính đường giữa đang là đợt lính rất đẹp. Họ đã để đợt lính đó tiếp cận từ nãy đến giờ, và đó sẽ là đợt lính để họ tràn thẳng và lấy đi ván thắng đầu tiên. Họ đánh quá bài bản và không ai T1 tỏ ra mất bình tĩnh trong pha đó cả. Họ biết rằng Guma có sát thương, Faker có sát thương, họ biết cách vận hành một đội hình cấu rỉa máu như thế nào. Bên phía bên kia cũng cố gắng để cấu rỉa, nhưng cái linh hồn dòng nước của T1 nó gần như giúp họ hồi gần đầy cây máu trong tình giao tranh vừa rồi. Elim lại không có được khả năng hồi phục như vậy, và anh ta nằm xuống rất nhanh. Kéo theo đó là một cú trừng phạt mà không ai cạnh tranh với Honor cả. Dòng ngàn tuổi cùng với tình huống giao tranh mà thực sự là bên phía T1 đã đánh rất bình tĩnh.